cả. Và thế là thôi, hai người phải lên bảng. Vẫn là một pha bết, nhưng người xuống lần này lại chỉ là một con ES thôi. Khe là người nhanh tay hơn, anh ta khóa được Lion trước, khiến cho Lion không thể dồn thêm dam vào cái con Lakin này. Đáng tiếc thay thì lần này Popeye không cầm một con Puck, và cũng không phải là Maturaman một con Usa, mà lại chỉ là giáp do với một con Earthshaker mà thôi. Anh nghĩ là nếu mà Lakin không bị khống chế thì cũng chưa chắc giết được Lakin. Chính xác là Lion không bị khống chế thì chưa chắc là giết Lakin đâu, bởi vì anh đã hết finger rồi. Yeah. Nhưng mà nếu mà bảo là stun cả hết lại, ok, thì Earthshaker có thể đấm thêm một vài hit đánh tay đến từ cả cái Enchant Totem nữa. Yeah, và sẽ có thêm đam. Và đó thì cũng khá là giật mình khi mà trông nó rất là quen các bạn ạ. Trận đấu ngày hôm qua giữa team ngày hôm kia thì phải Nigma và Secret. Secret ngày hôm qua là phụ CS, anh cắt hơi chán chút. Đây thì Boxy muốn lùa Bappay và lại là khu vực dưới bot này. Bappay bị silent và dần bắt di chuyển vào, sẽ là Bappay bỏ mạng lại ở đây thôi. Team là như vậy, chưa có thờ tích nếu bắt còn chưa thèm sử dụng Dream Coi thì Bappay chưa chắc rồi. Đi đâu và về đâu đây, đánh sáng thế nhở. Họ đang dẫn người kin luôn này. Đây. Ba đều. Bầu ơi, cái gì vậy? Ôi, Harry Maguire không phá à? Harry Maguire. Chậm thế nhở? Cảm giác Harry Maguire hơi bị mù nhìn một chút chắc. Hơi xa, quả đấy nhìn thì tưởng là đứng chân nhưng mà cũng là tương đối xa. Ba đều ở đúng phút bù giờ cuối cùng và thôi. Tạm biệt MU. Ba đều. Ba đều là tỷ số cuối cùng cho trận đấu giữa Manchester United và Everton. Đoán thôi, top 4, một vé tham dự C1. Vậy đó. Này thì dễ ngay ở vòng bảng đâu. Harry Maguire, danh hài 60 triệu. Silent lại, Park ở đây có lẽ là sẽ về được. Về được, ông ít nổi, kịp về nhà. Hơn trăm máu. Có sơ tích, hồi được một tí. Vâng, Harry mắc cười các bạn. Cái mà MU cần bây giờ thì có lẽ là Harry Potter chứ không phải là Harry Maguire đâu. Mấy năm trước thì tôi cũng phải ỉm anh em ạ, cũng phải giấu mình ra đường, không dám nhận là fan MU. Dạ không đến nỗi không dám nhận, chẳng qua là kệ người ta thôi. Người ta nói gì cứ nói, mình không để ý. Không để ý. Nhưng mà năm nay thấy MU đang gọi là bướng rồi hả? Nhưng mà trông có vẻ chưa đủ bướng ấy bạn. Chưa đủ bướng. Hơi gãy. Thêm một đường đạn sắc bén đi. Nãy giờ thì bạn thua bạn đảo hơi nhiều gà ở Boxy nhá. Người mất gà hơi bị nhiều ở trong game đấu này chính là anh chàng Boxy. Silent lại đây, được bắt rồi. Không giữ chân được. Ôi, không giữ chân được tôi. Nó lại bất tỉnh luôn. Nhưng mà Earthshaker đã có mặt cùng với cả Mika. Chắc do anh ta có thể bớt xuất hiện những cái pha như vậy được không vậy? Boxy ở đây thì pha thứ 3 liệu có cắn chói hay không đây? Radiant Oscar. À, con phút. Dấu con thì lên cho mình cái Orbert Corruption thì cũng là hơi chậm đồ. 20 phút mà có đầy xô. Bù lại thì là sẽ là khỏe khoắn hơn một chút. Bù lại là sẽ là delay được. Yeah. Có slow. Sở mốc. Khi mà đã có một cái BKB 10 giây trên đường BK. À? Phát hiện đấy, họ biết là cái con Lonrui ở đứng gần đây. Khi mà Lonrui dấu con vẫn đang cắn được. Nhưng mà rõ ràng là pha cảm nhận cực kỳ tốt đến từ anh chàng Maturaman. Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm và ngay lập tức là TB về. Dire's middle tower is under attack. Ở thời điểm hiện tại khi mà Lonrui chưa có hệ xanh mà gấu con cắn được creep thì chắc chắn là gấu bố phải đứng gần. Đúng vậy. Phải có sự giật dây đến từ gấu bố ở gần. Donate anh em 1M vì Man U thua. Anh Hoàng Nguyễn chất đấy. Bọn em cũng xin nhận vậy chứ chết sao rồi. Lại là thêm một lần ăn đủ nhỉ. Cảm ơn Hoàng Nguyễn nha. Hoàng Nguyễn biết số tài khoản của anh rồi. Nếu Hoàng Nguyễn đối với thì anh sẽ cắt thử sai cho em ngay, yên tâm. Có gì đâu. Anderson thôi.
không biết được Lonrui làm tạm cho mình con Osan thì cũng lại im ấm đến từ bên phía của team Liquid rồi. Nhưng mà 8 đều. Nhờ Manu thua nhỉ? Hòa, hòa cũng là thua rồi. Đang thua. Tranh một quên lộ thứ. Đang tranh chấp chứ còn địch hòa là thua rồi. Thủ luôn đi cho đỡ xấu hổ. Thật. Hòa một điểm để làm gì đâu. Đây rồi, nhận được rồi. Vân hoàn thiện rất là nhiều. Có ngay cho mình nhiều quá. Không dám bảo là ăn lại. Sáng, không bảo ăn sáng thì sang các bạn. Chưa nghĩ ra là bảo gì. Buffet, phim ban hoa. Một bữa ban hoa nữa. Đúng, một bữa ban hoa. Bảo là 5 lốp ăn sáng anh em chỉ tới bắt. Anh em bảo là ăn sáng mua hay là gì? Mua thì mới ăn sáng 5 lốp. Ở đây thì găm được dai lại rồi. Dai có lẽ sẽ là người phải nằm xuống trăng. Có người có bắp, có coi, và chúng ta sẽ bất tỉnh đó. Coi thôi, cái well đấy thì có lẽ là sẽ chậm hơn so với cả cái TP của NP. Thành ra là đến coi lại là hợp lý. Sông hơi massage trườn ra. Bộ môn đấy thì phải hỏi các caster khác. Còn anh em bọn tôi thì là ngoan hiền dễ bảo rồi anh em ạ. Lành mạnh lắm. Lành mạnh, đột ta thôi. Tôi vào gọi là tập quất thì tôi chỉ có tập quất nghề mu hoặc là phải là một cái quán tập quất nó phải ghi rõ ràng là chỉ tập quất lành mạnh thì go tổng cốc thương và xong rồi có rèm thưa thưa rồi đèn mờ thì chị bài đâu không sợ lắm. Massage Sakura các kiểu thì thôi chịu. Nhưng anh biết ở cái trang Massage Sakura đấy em tìm được ai không? Hà thì dũng cảm. Comment ở đấy luôn. Mắc tinh. Ở đây thì găm giáo lại được. Có thêm đó là một cái Inkswell. Nhưng mà Yapzor đã có đằng sau để có thể back up vào vị trí của anh chàng Lisa rồi. Combo là chúng chém là đau. Mikke còn BKB. Và cái em chúng tôi tầm thứ hai này nó không stun được vào vị trí Mikke. Các thành viên của team Secret họ cũng chủ động lùi về. Dựng đấu trường lên găm được Matuaman rồi. Đây là một pha sử dụng tốt cái đấu trường này. Nhưng được đam dồn vào. Nó ở đâu? Khi mà anh ta đã hòa gấu lên rồi. Tuy hiểu là không thấy đồng đội đâu cả. Và giờ thì Matuaman bị cô lập giữa rất nhiều thành viên. Nhưng con đối vẫn đạt được cái ta vẫn đạt được con máu. Nhưng pha này thì không được rồi. Đối phương có cho mình BKB và không thể nào từ Savage Raw. Ở đây thì sao đây găm giá được vào ra. Nhưng đó là Eco 3 người tới từ vị trí của anh chàng Nhâm Do. Nhưng vẫn không thấy đam đâu. Có Finger kết thúc được một mạng Aegis rồi. Nhưng Coi Va vẫn còn sống. Không còn mục tiêu để chém. Và còn bị lốc lên. Bốn người bên phía team Secret nằm xuống. Và sẽ là team Y. Khi mà anh chàng Nisha lên bảng đến số với triple kill dành cho Mikke Vũ. Quá hay đến từ bên phía team Liquid. Vẫn luôn là một con Earthshaker. Tham minh thời điểm rất tốt để có thể tung cho mình một cái eco đẹp. Nhưng cái vấn đề của Secret vẫn là đam ở đâu. Khi mà trước đó thì anh chàng Lordrui đã chết rồi. Và Mask trong tay của Mikke thì có cho mình một cái Aegis. Thành ra cái lượng sát thương vẫn là không đủ. Team Y nhưng mà bên phía của team Liquid thì họ lại không boost được thêm cái chủ nào. Và team Y có thể đẩy cái lượng network cũng như là cái lượng XP nó cao lên thôi. Chứ đúng. Chưa thể nào mà định đoạt và kết thúc được cái trận đấu này. Kéo hai lết thì cũng là yên tâm luôn. Hôm nọ thì anh em có giới thiệu cho tôi một con chuột không dây của Logitech và đúng. Thì tôi đang nhắm đến con chuột đấy nhưng mà giá cả hơi mắc một tí nhưng mà sẽ cố gắng mua. Hơn 3 triệu, càng quá. Đây, xem lại phần combat này. Gấu con cắn được, thành ra là Matuaman tương đối khỏe nhưng mà là không đủ. Và có sử dụng Savage Raw. Vừa hết đi cho mình cái BKB trên đường của Mask là giáp rò xuất hiện luôn. Cũng là tinh tế, rất tinh tế đấy nhưng mà thiếu đam thực sự. Thiếu đam, gấu chết rồi. Bạn 7 ở đây bị kết thúc rồi. Chuyện NP. NP thì giết bởi Mikke. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Chết lẻ liên tục này là không ổn. Sẽ là êm vào Nisha. Nhưng Nisha lần này đã có cho mình đó là quyền trượng mà hấp đế. Anh ta dồn đam ngược lại vào người của Mikke. Và Mikke ở đây không về được, chắc là anh ta về được. Tự tin, tự tin. Không thể bật BKB để biết rằng là đối phương thiếu đam. Đây rồi, đây rồi. Hóa gấu lên, Matuaman sẽ có rất nhiều máu và cần phải lùi về. Hóa được gấu rồi thì thôi. Muốn counter lại cái con Lordrui này thì cần phải có ve sầu búp vào. Bởi vì khi gấu con có đam, cắn hồi máu cho gấu bố rất là nhiều. 10k này có chênh lệch. Trận đấu này thì Secret vẫn đang chơi được.
Và bây giờ thì qua va vẫn là AC trước và mới hướng đến cho mình một cái bước đi. Lại kèo phát rồi anh Hoàng Nguyễn ơi. Khó quá. Hôm nay bọn em mệt lắm rồi đấy. Hoàng Nguyễn, cơ bản là hôm nay tôi đi cắt từ 3 giờ chiều. Xong rồi đến bây giờ, tức là hôm nay thì mình đã cắt. Đây là trận đồ 3 thứ 4 rồi, thành ra là quải lắm. Quải bã trẻ lắm rồi anh Hoàng. Mai nhá. Mai đi, bọn em sẽ lại đồng hành cùng với nhau trong những cái trận đấu vào buổi đêm. Kiếm con chuột phát. Đang thèm cái con Logitech đấy lắm rồi. Anh em giới thiệu là 3 triệu hơn nhưng mà đắt sắt ta miếng. Tức là có mấy anh em trên kênh bảo là dùng là không muốn đuổi chuột khác luôn. Thật ra đấy là con không dây mà ở con... trong văn phòng có đấy. Đấy là con Superline thôi, con bình thường có 2 triệu 6 à. À thế á? Ừ. Con mà Đức Bo có đấy. Con Đức Bo là 2 triệu 6, con mới nhất bây giờ là 3 triệu 2. Ở đây thì sao? Tìm được luôn Rui. Cái gì đấy? Biến mất luôn á. Đề xô. Và một cái Orb of Corrosion nữa. Sở tách chỉ giáp. Quan trọng nhất là lúc đó là Matuoman đang chưa ở tạng người. Đúng. Chưa hòa gấu lên được. Còn ở đây bắt được lắm. Vào người của ES. Liệu có đủ đam hay không đây? Eco để cố gắng solo kill. Nhưng mà lượng đam nó là chưa đủ. Chắc nó có thể về được không đây? Không được rồi, lưỡi cưa đã đến nơi. Và Nisha mới là người không có thể về được. Bởi vì anh ta hết BKB đúng vào cái tích tắc cuối cùng. Mở ra cho mình một con thuyền. Nhưng không có vấn đề gì cả. Bởi vì họ rồi thì cũng sẽ kết thúc thôi. Nhắm gà trúng vịt, ném anh chàng Nisha thì chúng bắp bầy. Và cuối cùng thì anh chàng Nisha cũng phải lên bảng đến số mà thôi. Khi mà Timber cả Mask đang cố gắng giết Kuka này thì anh chàng Taiga cũng có một pha xử lý rất hay để thể outplay lại Lion. Bắp bầy vừa bling nào, giơ tay lên định finger thì bác anh chàng ship lại. Sau đó là Silent, rồi bling đi, thế thôi. Bắp bầy ngọng. Phải là căng về từ bên dưới của Liquid nha. Con gấu này thì phải có form anh em ạ. Có form thì cộng mắc thì cộng 15 máu. Và bao nhiêu giáp? 30 giáp mà không giảm đi rồi. Từ từ đã hack lại được rồi này. Có một cái hack trên người của Zai. Và họ dồn đam chết Mikael. Thì cũng chủ quan tới Mikael rồi. Rồi chủ quan rồi. Về. Chưa thắng nha. Bên phía của team Series họ vẫn chưa bỏ cái trận đấu này đâu. Vẫn đang là cực kỳ chai hát. Vâng, thật ra thì tình huống đó thì mình gọi là nhìn gì nói đấy thôi anh em ạ. Cũng không biết dùng ngôn từ gì thì mình mới nói là nhắm gà trúng vịt thôi. Chứ mình cũng đã định hình được là pha đấy anh chàng Mika ném Lion rồi. Nhưng mà tôi cũng cạn ngôn từ ở thời điểm đấy rồi. Hết từ để nói rồi. Và đến từ một con Timbersaw để có thể giảm sức mạnh của gấu con. Với việc là Lycan có cả AC nữa thì gấu con cắn cũng sẽ là không quá đau đâu. Silva làm chậm AC tăng giáp của team mình lên. Xin tê chuyện xem thử anh em. Logitech Z Pro Wireless nha anh em ơi. Thấy nhiều anh em review là ok đấy. Chuột không dây. Ngon mà anh. Ngon nghè. Ôi trời, nó khó chịu thế nhở. Khó chịu phết đấy. Không ăn. Deny. Không ăn được là đạp đổ. Không ăn được đạp đổ. Bây giờ bay ra giáp thì là nguy hiểm quá. Đúng. Không biết là phá luôn. Con chuột tôi đang dùng thì cũng đỡ rồi anh em ạ. Hôm nọ sâu cho anh em thấy đấy. Thậm chí là tôi bấm lõm cả một bên rồi. Con chuột đấy cũng hoạt động 2 năm rồi. Trên này sắp phải gọi là tổng ra tổng ra thuật bốc gì thì đã thấy rồi. Ăn bằng một cái Shiva. Đây là một con bắc của đôi coin. Và là rất khó có thể chạy thoát được. Không phải là một con bắc dậy xanh chứ. Coin. Thôi, có bạn trên kênh bảo là con đấy dùng nghiện đấy không bỏ đâu thì đúng là như thế đó. Mới mua thì chắc phải 1-2 năm mới hỏng được chứ. Chuyện hỏng ngay. Tôi tính tiết kiệm anh em ạ. Đợt trước có dùng một con chuột. Thậm chí là nó bị double click, tôi còn đi sửa tận 2 lần. Đến lần thứ 3 thì thôi. I give up. Cũng nên bỏ. Double click với chúng tôi, đi sửa ngay, không có anh kiểu. Không bao giờ có chuyện vẫn gì. Kịp gọi là vẩy để lẩu luôn cả cái wave creep vừa rồi tới vị trí Mike. Anh ta đang rất giàu nha, anh ta lên cho mình đó là Bastion 2 rồi. Bên bro vào thì nó mới là chơi Dota bro chứ. Nếu mà để vào một con chuột mà rẻ mà game thủ dùng nhiều thì chỉ có thể mấy ông đế chế thôi. Dùng con full hand đúng không? Full hand G1, G2 thì phải. Chia sẻ nắng dùng đúng con chuột đấy thôi.
chưa đến một lốp kiếm tiền tỷ luôn, mua nhà mua tô các kia còn là đi. Mấy ông đế chế thì đều chơi con chuột đấy hết, hay bảo là con chuột đấy có một cái gì đấy rất hợp với cả bộ môn đế chế vậy e chăng, không biết được không quá đi sâu đế chế mà tôi cũng nghe loáng thoáng là như vậy. Trên này đang đi tìm vào các thành viên của bên phía Team Secret và Boxy kìa. Không thấy được tới người của Nisa và không thể chạy lốc được, nhưng mà Buckway thì cũng vẫn đang cố gắng kéo giãn trận đấu này. Nhưng mà đấu xa thì đã khó rồi. Và sẽ là Team Secret họ sơi luôn thôi. Có AC, có đề xô. Và Nisa cũng rất nhanh rồi. Kè sẽ là người cầm, thì chỉ chắc chắn là bị kè, coi vai ta luôn là người vào sau. Thật ra là cần thì hết form thì không dậy thì chẳng được cả. Mình thì trước giờ vẫn gắn bó với chuột Zoe anh em bạn, nhưng mà sắp tới là có khi cũng phải đổi chuột giống Super Hiếu thôi. Mình đang khá khoái con chuột không dây thì mình có thích hơn. Quan trọng là nhẹ anh ạ, bây giờ em kiểu em là người chơi chuột chậm ấy, thành ra là kiểu chơi chậm nhiều nó chơi nó bị mỏi tay. Công nhận là mới đầu anh cũng quen rồi chuột có dây, nhưng mà đến lúc chuột không dây nó bị tiện ấy, nó bị sướng ấy, còn con chuột nó thoải mái không bị gò bó bởi cái dây, thế thôi là cũng chuyển đi. Mình chơi cả FPS cả mobile nha bạn, đây là chuột nó bị siêu chậm luôn. Tôi chơi DPI 400 sen 1 ở đa phần các tựa game. Dota thì mình để tới 800, nói chung vẫn là chậm. Thường thì anh em Dota thì DPI là khoảng 1000-1200 đúng không anh? Không biết như ở trong kia anh để trong Dota là 60.000 thì phải hay là 6.000 đấy. Thì em là DPI của chuột cơ chứ không phải là in game. Thế anh không để ý lắm. Thường anh đa phần là nhanh đấy. Nói chung là nhanh. Nếu mà em muốn biết một người chậm thì là ổi nhá. Siêu chậm luôn, kể cả camera. Em thì là chậm hơn cả ổi nhá. Siêu chậm. Cảm giác như mát, chậm dã man. Mình đi có dùng qua chuột của anh ngồi rồi, vẫn là quá nhanh so với mình. Trận đấu này thì mình quyết họ vẫn chưa dám, thật sự là họ vẫn chưa đủ tự tin để có thể bước lên khu high ground. Họ muốn canh trước, nhưng Secret đang là người chủ động. Đối phương có Aegis, có Chi, và Secret muốn gây bất ngờ với việc họ là người sẽ bước trước. Người dưng ngược lối rồi, nhưng mà bên phía team Liquid cũng đang cho mình sẽ bốc, nhưng họ lại hướng ra khu mid. Qua và lên trước, đánh úp vào cái rách thôi. Úp vào thôi. Clear clip đã, đứng đây chờ. Sắp hết thời Bình gian rất chưa? Nhiều đến từ phía của Zai. Họ đang biết có điều gì đó ở đây rồi, và con đều đã đi vào và thêm cả Timber Sword đang sử dụng cho mình dây teleport đến và găm giáo được Nisha. Có ai để tồn đam hay không đây? Mikem mở BKB lên nhưng gấu cắn là khá đau, và Nisha anh ta mở BKB lên nhưng bị bash và không thể tỉnh dậy nổi. Trong video Lycan buộc phải bật BKB cắn chi sen và cào một cào, hai cào, và đó là ba cào chết đi vị trí của Buffet. Phải bách ra được Buffet thì có để làm gì đâu đây. Maturman anh ta gọi gấu về bản thân mình rồi, và Mike đang bị đánh vào, có thêm những cái hit tới từ Aftershock. Tuy nhiên thì Boxy ở đây anh ta vẫn đang tăng cái lượng tăng quá nhiều, và Zai sẽ phải lên bảng đến số hay không đây. Đó là cái mạng này vị trí của Mike với một tình huống về khiên. Trong khi đó Maturman đang bị disable, tiếp tục bị gâm giáo, và Echo Slam một mình Mike chưa có phải là vấn đề. Silent 3 người cũng như là cả Dreamcoin nữa, nhưng mà cái Finger Death đã kết thúc cái mạng của Mike rồi. Các thành viên bên phía của team Liquid họ đang cần phải là người bỏ chạy. Cái stun tới con Death này nó vẫn đang là quá khó chịu, nhưng Boxy ở đây bị giữ chân lại rồi và có thể chia cây được không, nhưng đó là tiếng sử dụng cho mình cái cho cây tốt đến từ phía của Dài và chặn đầu được Boxy rồi. Boxy sẽ nằm xuống double kill cho Puppy, và đó là pha combat mà các thành viên Secret họ đã là người giành chiến thắng. Rất kiên nhẫn đến từ anh chàng Undertaker, không vội vàng chờ đợi hết cả cái nick trên người của Mask thì mới vào, và đúng lúc đấy thì đã là kịp thời để cứu đi cái mạng của anh chàng Maturman. Thắng combat nhưng mà mất đi cho mình hai buyback đến từ Lion cũng như là cả NB, nhưng rõ ràng đấy là một combat tốt dành cho bên phía thành viên bên phía của team Secret. Họ vẫn còn rách và bây giờ họ sẽ tràn lên để có thể đòi lại cho mình những cái buyback. Và nếu đối ta... phương buyback ra thì là họ sẽ ăn cho mình những cái trụ thôi. Chúng ta hay nói là Secret đánh máy móc, Secret đánh như máy, nhưng không, họ vẫn có những cái tình huống mà thực sự là họ đánh kinh luôn đấy. Đúng rồi, pha vừa rồi xử lý là cực kỳ tốt. Và va vị trí đứng đang là hơi nguy hiểm nha. Anh ta có BKB, ok, sẽ là chưa thể nào chết được. Và bên phía của team Secret họ bằng lòng với việc là lấy cho mình cái trụ hai ở mid và sau đó là lùi về farm thêm thôi. Chưa thể nào chắc chắn ai sẽ là người chiến thắng trong trận đấu này.
một con Lordaerui. Cái con gấu con này nó cắn thật sự là vẫn đau. Vừa rồi cái combat đấy thì Mass anh ta cũng đã clear được một con gấu con rồi. Yes. Nhưng vấn đề là anh chàng Matsubama thì vẫn thể gọi thêm một con gấu mới ra. Grid đang là có người có lợi thế hơn khi họ sẽ là người có cho mình giao bán đồ tier 4 trước. Còn bây giờ thì Liquid họ mới bắt đầu đẩy ra để có thể kiếm cho mình. Dire's bottom tower is under attack. Raptor, tơ và The Leveler. Gấu bây giờ gậy xanh vẫn là gấu con hoạt động độc lập đúng không? Đúng rồi, gấu con hoạt động độc lập. Nếu không gặp thì ra lâu lắm rồi. Vẫn chắc anh em thông tin thì phải rõ ràng, chuẩn chỉ không anh em lại mắng chúng tôi là chém gió. Lại bảo chúng tôi Amita. Gấu, gậy xanh của gấu. Check lại cho nó cẩn thận. Lâu lắm rồi không thấy hero này. Cẩn thận là tốt anh em. Anh còn không nhớ cái sát là gì luôn đấy. Đúng rồi. Vẫn sống sót sau khi mà gấu búa chết. Cái sát là gì? Sát là Saveroa sẽ có hiệu lực lên đồng đội ở 700 AOE với 20% movement speed và 60 attack speed trong 5 giây. Là hỗ trợ thêm đồng đội với cả cái sát. Saveroa để Saveroa để tăng tốc đánh cho đồng đội. Nhưng đồng đội có bị chạy về không? Không, đồng đội sẽ được tăng 20% tốc chạy và 60% tốc đánh. À 60 attack speed thôi chứ không phải 60%, 60% nhiều quá. Tiếp đấu còn nguyên nha, 38 phút, 9 ca deadwood, không nhiều. Thế tìm con sau ơi, con si ơi, anh có thể bỏ cho mình cái Siva lên được không? Đây rồi, bỏ Siva xuống làm gì vậy? Chưa nghĩ ra. Trận thì họ lại đang rằng co đến con Ulsan tiếp theo rồi. Khả năng cao là như vậy. Dài, MP, có đam. Bọn mình thì không thể chỉ vào icon được anh em ạ. Bởi vì bọn mình đang sử dụng clean feed tới từ Dreamhack. Thế nên là không thể nào soi được là đồ gì. Anh em thông cảm. Cái này... Rượu á, tôi có uống đâu mà anh em bảo tôi tỉnh. Tôi vẫn tỉnh từ game. Ai tỉnh? Tôi tỉnh suốt. Chưa vừa say, thành ra chắc chắn là sẽ tỉnh. Ngoài chị Chu ra thì tôi không tin là trên đời là có gì có thể khiến anh hiểu sai. Hứa. Ở đây thì sao? Coi vào. Bật BKB lên tới ra nhưng anh ta dính bắt hai rồi. Có thể còn Mikke cũng được coi vào ở đây nữa. Dính bắt thành công. Hai cái bắt. Với Mikke là cái ám sổ lết. Và với Lycan thì tôi chưa được check kỹ. Nhưng mà đấy tôi thấy anh ta có bắt sơ rồi. Chính như cũng là bắt hai. Như vậy là bên phía của team Liquid có tận 2 cái bắt 2 liền. Chán nhỉ, không donate được qua YouTube nữa anh em. À chắc là tính năng Super Chat thì cũng đã mới bị loại bỏ khỏi khu vực Việt Nam rồi phải. Mình không rõ lắm. Đây là kênh tác giải này, thành ra anh em donate nó sẽ không hiện lên kênh đâu. Anh em có thể donate qua những cái phương tiện khác. Số tài khoản, Momo, thậm chí là PayPal. Nào muốn bắt con giống con này, nếu mà có đồ đúng coi là sử dụng luôn rồi đấy. Mà không có. Không còn. Anh ta vừa mới sử dụng cái bắt dài cũng sẽ tốt rồi. Con gấu này mà nó vẫn đang khá khó chịu với đội hình team Liquid mà nó vẫn đang níu kéo lại cái phần thân chiến thắng này. Liquid. Về giai đoạn sau thì Lycan sẽ sử dụng cái con đệ của mình để đi scout thôi và tiếp tục scout ra vị trí nó center rồi. Chết thôi. Bắt hai rồi. Nếu mà một người chơi Lycan tốt về giai đoạn late game thì những con đệ nó sẽ là chạy khắp thác để con chó này nó có khả năng tăng hình. Khả năng sờ cao thì không khác gì một con Nick Assassin. Bài bách ra tới giáp do. Có vẻ họ đang chuẩn bị một tình huống all in cuối game chăng. Nhưng con gấu Matuaman nó vẫn còn đang ở rất xa. Và nó chỉ quan tâm đến cái trụ thôi. Có thể là nó sẽ chết. Và... sống không? Chết thật. Như này chưa loa được Silent. Và khả năng cao là không giống hay toang rồi. Nhưng ở đây thì Mikke đó là một cái ping kèm theo Savetro và cả một con thuyền nữa. Ngay lập tức Mikke lên bảng nhưng ta cũng kịp kéo theo cái mạng của Poppy. Có thể chắc cho tôi là cái con Mask này thì nó đã bật BKB hay chưa chứ? Bật rồi. Phải nằm xuống rồi. Nhưng lượng đam thực sự nó là quá nhiều đấy. Như vậy là Lion đổi lấy Mask cũng như là Lordaerui mất một con gấu. Dạ. Vẫn là lãi thôi. Con gấu này thì tuy là cũng đào lâu đấy
Và khi mà Max đang trên bảng điểm số thì bên phía của team Liquid không bút được. Xem đêm cho nhiệt ạ. Không anh em ơi, sáng rồi, đêm gì nữa. 5 giờ sáng rồi. Cũng là 5 giờ sáng rồi bạn ạ. Mình cũng có mới có một người bạn mới quen ở bên Đức. Hôm trước lại có vui mồm bảo là chắc từ giờ gọi là sống giờ Đức để gọi là nói chuyện cho dễ. Thì đây, bây giờ tôi sống giờ Đức luôn đây. Hiện tại ở Đức thì chắc là phải 11 giờ rồi. Và mình thì vẫn đang cát. Game này, game đầu tiên thôi. Game đầu tiên đã là 42 phút rồi. Thế mà đã là 43 phút thì không biết là vớ vẩn, chắc là 7 giờ sáng, 8 giờ sáng mới xong em ạ. Về chắc là ngủ luôn. Cô bạn thì bảo là tôi ở Mỹ mà sống giờ Việt Nam. Thế là chịu luôn đấy. Khỏe quá anh em ạ. Thôi ngày mai thì... Hôm nay thì là ham vui thôi. Nên mới cắt 4 game. Chứ bình thường thì tôi chỉ cắt đến 2 game một ngày là nhiều rồi. Hôm nay thì... Một phần là do WC cũng nghỉ buổi chiều, mình cắt tương đối vất vả. Gánh hơi nhiều. Ngày mai thì có lẽ là sẽ quay trở lại 2 đêm, 2 trận buổi đêm thôi. Rất mong mà lúc ngày mai là thứ 2 thì được nghỉ, ok, nghỉ ngơi một tí. Thật sự là chẳng còn đâu cắt tương đối nhiều, cũng mệt. Bọn mình cũng tinh thần là chạy hát cho một cái Tết gọi là ấm rồi. Cảm giác như là cái con Tiber này thì nó được set ra hình như là đến từ cái... Cái Stormcrafter anh ạ. Có được set lại cái này thì anh mới biết rồi. Cái này là có một cái giật mini giống như kiểu là một cái... Cái skill 1 của con Disruptor kiểu vậy. Đó. Giật một mục tiêu à? Một hai mục tiêu, đó. Quan trọng nhất là cái active của nó thôi. Đó là lock, lock bản thân thôi. Anh, để ý, anh nhớ là có lock bản thân. Không để ý là có thật khác. Ủa được, cả kênh 500 là nhiều người xem nước ngoài lắm đấy, thật sự luôn đấy. Có san thôi, đây là con san thứ 3. Thứ 3. Thứ 3 thôi, chứ phải con thứ 4. Xem nào, có gì. Thứ phép chạc hay là một cái... Agatha Blessing dành cho coi vàng. Sẽ là cắn một con Mask thành một con sói. Và con sói này nó có vẻ khiên Mask thôi chứ Tiber thì không quá Tiber, hay. Tiber tuyệt bỏ. Đừng có làm vậy đi. Phan MU không ngủ được á. Thì... Đông cảnh ngộ rồi đấy bạn ạ. Trong này thì anh em sẽ gọi là nỗi buồn được nhân chia 3 sẻ thôi. Bớt đi em ạ. Thì mà thôi cả tôi bị là Phan MU đây. Nhìn vào quả 90-4 thì cũng là... Gãy. Không biết phải nói gì hơn đấy. Mày cũng được ăn luôn. Silent lại, nhưng mà đây là một cái blue thorn đấy bạn ạ. Và con gấu này nó vẫn đang chờ đợi, nhưng mà cắn có cấm đánh Echo luôn, tới đây Yapzom luôn xuất hiện ở những cái khoảnh khắc mà không ai nghĩ là cả sẽ xuất hiện cả. Trong khi đó ở đây có con thuyền được thả vào. Vanisha chém chết Insania rồi, có xích lại Mike. Và Mike bật cho mình BKB lên. Đây là một con mask ở trong dạng sói. Phải chạy thôi. Vâng, đó là một cái Wolfbite hợp lý. Lao lên trên đồi không có sai. Và ngay lập tức là Grim chốc phải trả giá. Mask thì anh ta về được. Với cái trang bị gậy xanh Agonim Blessing này thì vô tình Liquid họ đang có hai con sói, nhưng họ có vẻ trong tiếng vừa rồi chưa sử dụng nhiệt nữa cho lắm. Nào, chỉ tiếng cứu thôi. Liquid đẩy lên nhưng mà nên nhớ Liquid có hai buyback nha. Để xem là Liquid họ sẽ xử lý như nào. Tôi tin là họ sẽ dead với việc là Mask sẽ được đấu trường ra. Và sau đó là double buyback để có thể chơi. Nhưng mà ở đây thì đó là stun 2 để bảo vệ cho con gấu của Matuaman. Chết không? 60 máu, chết rồi. Gọi con mới rồi. Chưa thấy buyback bên phía của team Liquid. Và đang grab rất nhiều lane top, bot và cũng như là Krabit nữa. Con S này nó stun khó chịu ghê luôn đấy. Không buyback à? Quyết định lì không buyback nhỉ? Lì bằng được luôn đấy. Không buyback thì mất khách rồi. Dựng đấu trường lên, chưa găm được giáo khi mà bị bash lại, bị hack.
và ăn thêm cả thuyền nữa. Và Mikkei sẽ mất cho mình cái Aegis ở đây. Nhưng Koiva thì đã hòa sói lên rồi, nhưng anh ta đang bị kẹt lại trong cây. Anh ta biến XRT trong một khoảnh khắc. Nhưng bây giờ Koiva mở BKB lên, sử dụng Abyssal và lùi ra. Mikkei đã sống dậy và mở cho mình BKB lên rồi. Nhưng mà cái công viên nước đầm sen này tới từ vị trí của Nisha nó vẫn đang là khó chịu quá. Trong khi đó thì sao đây, hack lại được vào vị trí của Mikkei rồi. Và Nisha sử dụng BKB và TP về. Các thành viên của Secret họ đạt được mục tiêu là ăn đi những cái rack rồi. Nhưng Nisha vẫn bị giữ chân lại bởi cái Abyssal Blade. Và anh ta sẽ phải nằm xuống ở đây rồi. Vâng, Kunka chết. Gấu thì mất cả gấu con lần 2 rồi. Và bây giờ bên phía Liquid họ sẽ tràn lên. Nếu tôi không nhầm thì ở trong combat vừa rồi, anh chàng Lycan pha bát 2 đầu tiên, anh ta ấn nhầm vào cái xe. Đúng. Thành ra là sâu bay 2 rồi. Nhưng mà anh ta vẫn cắt cái Abyssal Blade vào cái xe. Thành ra là không giữ chân được anh chàng Lord Rui. Chứ nếu không thì tôi tin là bên phía team Liquid có thêm cả mạng của con gấu bố gấu con này rồi. Vừa rồi thì dài trói cũng vẫn là hay đấy, nhưng mà đối phương có Abyssal. Có vẻ là tình huống hơi loạn và coi vào cái quan trọng nhất là anh ta muốn ra được khỏi cái lùm cây đã. Bây giờ sẽ là bút lên. Không biết là Matubaman thì đã có Refresh Orb chưa? Nếu mà không có Refresh Orb là không có gấu đâu. Mà không có gấu thì là mất cái con lo đuôi này đi chứ còn gì nữa. 16 giây. Có lẽ họ sẽ chấp nhận để mất một rack. Chấp nhận ở đây thì dài. Được post staff về và sẽ là an toàn đâu. Hóa sói BK lên và di chuyển lên tốt để tiếp tục trang. Tucker tâm này khó chịu lắm. Với lên game của Tucker này chân cực kỳ khó chịu. Nó khó chịu liên tục cực kỳ luôn đấy. Bát 2 vào cắn và giờ thì sao đây? Chưa có những cái cầm đánh, chưa có những cái hack. Và lại là stun liên tục như thế. Ok, rách đổ rách như vậy là hòa. Ở trên, chính xác ở dưới bot thì Liquid là họ mất đi cái rách nào nhỉ? Họ mất đi cái rain rack thôi. Mất đi rain rack thôi. Ở mid họ mất cái melee. Phải. Dưới boss thì là cái rain. Phải là melee, trái là rain. Nhưng mà cái rack rain ở mid của họ thì động nhẹ vào là sập. Đúng rồi đấy. Một gấu lên cắn chắc là đôi cái thôi là mất luôn rồi. Một cái. 100 máu thì gấu cắn một cái là nổ thôi. Gấu thì còn có x dam với cái trụ mà quên mất. Nisha quyết định là sẽ trở thành bá chủ của Biển Đông bằng cách là lên cho mình thêm cả một Agarin Shard nữa. Vua hải tặc. Vừa sóng thần lại vừa có gậy xanh chưa? Có gậy xanh rồi. Đấy, và có bát lúc nãy thì có công viên nước đây anh. Đại ông thủy, xong rồi thêm vua, sóng thần nữa. Vua hải tặc. Aquaman. Không. Goldie Roger và ở đây thì sao đây? Dreamcoin hai người và quan trọng là có vị trí của Giáp Giò. Anh ta tung ra một pha eco tốt nhưng điều đó là không đủ, cố gắng stun lại đối phương. Nhưng bên ngoài thì sao, Nisha bị hack, mất Giáp Giò, mất Matuaman và thế là trận đấu nó sẽ kết thúc. Hai cái bát hai và tôi tin chắc là Kuka sẽ không tỉnh dậy được đâu. Kết thúc khi mà Lord of the Rings không có cho mình bài bách và Earthshaker thì cũng vậy, đang thiếu khoảng độ 200 tiền đến từ Earthshaker. Còn Lord of the Rings thì bỏ đi bởi vì đó là 1.500 tiền cơ. Và bây giờ quyết định của Liquid là gì? Là end thôi. Đẩy lên hay không đây khi có cả một cái double dam. Matuaman với con gấu thì vẫn kết thúc đi được Isania. Cái con gấu này là có gậy xanh thì gấu con vẫn chơi được. Ô thế thì đâu, mất gấu bố đây nhá, gấu con vẫn còn nhá. Thế chưa biết được anh em ạ. Game đến 65 phút donate 1 mờ á. Thôi anh. Càng quá, không càng, biết được. Càng quá. End thôi. End thôi. Có gấu con đấy nhưng mà rõ ràng là tầm này thì Liquid họ đang có cơ sở. 40 giây mà Earthshaker đủ tiền bay back. À, đó là những cái bounty. Đúng. Đúng phút thứ 50 và bên phía của team Spirit họ ăn được bounty đấy. Bay back ra và giờ thì bắt hai vào, họ đang dồn vào một con mask và nó biến mất trước cái lượng đúc đam của cái Bloodthorn này. Và giờ thì đến Koiva, mà Koiva thì đã về được rồi khi mà bắt hai cooldown trên người của con gấu bộ gấu con. Trời ơi, đen. Đúng là một phần đen dành cho bên phía team Liquid nữa. Bounty nó khiến cho cái con Earthshaker này đủ tiền buy back ra. Và bây giờ thì chưa biết thế nào khi mà anh chàng Lord of the Rings ban nãy thiếu tiền nhá. Nhưng mà gấu con đi farm lại có đủ tiền để buy back rồi. Vẫn là Dota và những cái cơ chế cực kỳ riêng biệt của nó. À, với gậy xanh thì gấu bố chết thì gấu con vẫn chơi được. Mà tựa màn giờ chắc là đôi gà, đôi chim câu đi đâu đây? Check đồ sàn. Check đồ sàn. Bây giờ phải trốn, sợ rằng đối phương sẽ giết.
đi là hack lại, sờ tan hack lại và đó đạt, là bát hai, đó là Bolton, đó cả là cả Finger nữa. Đã có cho mình gọi một hạm đội tới từ vị trí của Nisha rồi. Tự nhiên anh lại muốn game nó dài. Ờ em tự nhiên muốn game nó dài. 60 phút xem đồ tài năm đi. Nhưng mà phải là 65 nhé. 65 nhé. Vui đó. 65 nhé. Chỉ ai tài cực mạnh nhá. Thôi đi farm đi. Đánh cái gì? Lên cho mình MKB. Lô con còn slot không nhỉ? Lô con thì có thể bỏ đi cái để MOM được. Xem nào. Có MOM. Bắt hai. Bắt hai. Đây, nhìn là biết mà. Còn một slot. Lô con cầm thôi, tôi muốn cầm cái gì? Con cắt cực mạnh nhỉ? Ta lần mày chiến đấu rồi đấy. Thật sự anh em là tôi không nhớ lắm đâu. Không chơi con tướng này nhiều. Không nhớ rõ ta lần chiến đấu. Ta lần 25 là gì không biết. Đấy, đẹp luôn. Mình có một trang web ở đây mà. Tài 25, trừ 1, trừ 0.1, Spirit Beer Attack Time. Đã đấm siêu nhanh à? Đúng. Hoặc là cộng 1.000 True Form và 1.000 máu cho gấu. Đánh giá là cả hai ta lần đều mạnh. Nếu mà muốn gấu, đối phương nhiều đam quá thì phải lấy cái ta lần cho máu. Để xem khi mà bấm lại vào người Matoman thì check xem anh ta lấy cho người ta lần gì. Rồi con của Matoman thì vẫn đang có ý đồ và rát ở dưới bot. Tài cài đang đứng ngay trên một con mắt và sẽ phá đâu khi ở đây có một cái bút ba a biến từ lạc cực. Rồi con vẫn a dình nha. Tập này gấu con không chỉ là rát ở đâu mà những mục tiêu đơn giản như kiểu là Grim Chop, Grim Chiểm là đi Grim Chop là thôi bắt hai vào đi luôn đấy. Cắn chắc là ba nhấp. Wow, Vulka Refet Off. Đúng. Hai đại hồng thủy, hai phóng thân. Squad. Tàu thì chắc phải 6 cái. Lycan thì có cho mình xác, xác của Lycan là gì đây? Xác của Lycan là tạo chó ra. Sẽ rồi. Có thêm chó. Đúng. Đúng. Hơn, có một có một thời cái gậy xanh khá là buồn cười, khá là meme ấy. Kiểu ai chẳng để làm gì cả. Fail thì ai fork và anh ta phải sửa lại thôi. Sạt thì là hợp lý rồi. Tầm này thì đóng đồ nó cứ là căng. Sắp sửa có đồ tier 5 rồi. Các caster ở nước ngoài thì tầm này họ cũng không biết bình luận gì nữa rồi. Cũng đang đi theo dõi mấy món đồ tier 5 sẽ có gì. Hot 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 không? Có lẽ sẽ là Stygian Desolator dành cho Matt chẳng hạn, kiểu kiểu vậy. Engine Ring đi, cái gì? Cái đấy là Giant Ring. Giant Ring cho ai nhỉ? Thì ra ra hoặc là cho không thì bây không phải nhỉ? Lacken đi. The next level play. The next level play. Vai thì đã có cả một cái unit rồi, và team của Son cũng vậy. Nhưng mà chưa ghép lại. Vâng, lấy cho mình những con đệ đã ốc gà. Mất ngay con gà. Mất ngay mắt là khó chịu. Mất ngay đôi mắt. Mất mắt là khó chịu lắm luôn đấy. Bây giờ level to rồi, gà chết rất lâu. Tầm này tiền bạc hình như là hơi vô giá trị. Cần chứ, bây giờ buyback tốn lắm. Buyback bây giờ nó phải khoảng độ 4-5.000 tiền. Với những cắt co. Ý em là với những người đã không còn buyback. Ở đây thì đâu có tí bắt to được đấy. Bắt to được nha. Ủa nhìn kìa. Tốc độ bên nó là không? Nhanh hơn cả một cái TP và buộc phải dồn bắt hai vào. Con gấu này nó vẫn đang bị hết. Và nó vẫn cắn nhưng mà bây giờ thì lượng đam nó không đủ đấy rồi. Không đủ thì là cái rách này sẽ đầy máu luôn. Bởi vì đang có hiệu ứng của anti backdoor. Chính xác là như vậy. Nó sẽ hồi lại đầy. Và sau bây giờ chỉ là bết để có thể ăn đồ sạt thôi. Và với cái tốc độ này tôi tin là bây giờ Liquid sẽ không vào kịp. Bộ có thì vừa sò đến anh ta có cho mình đó là một cái mưa to nhưng bây giờ thì con Roshan nó vẫn sẽ thuộc về và đó là một con Roshan thuộc về bên phía của team Secret và giờ thì dồn đam vào nào có mở lồng lên con gấu là nó đang chuẩn bị để kết thúc với Matuama mà mất gấu là không hay đâu nha và Matuama mất gấu lần thứ hai rồi con thuyền đã được thả đến và giờ là cả một hạm đội cùng với cả công viên nước đầm sen rất nhiều những ứng CC những hình ảnh được Dota tung ra nhưng không sao cả ở đây thì Zai đã là người phải lên bảng đếm số rồi trong đó bay bách ra lên cả Bappe cũng như là Zai con thuyền cuối cùng bây giờ nó mới cập bến không đây là con thuyền thứ hai rồi và cả Refresher chính xác là Refresher off nữa sẽ là những cái con thuyền đến liên tục cùng với cả đại ông thủy và cả công viên nước đầm sen Boxy lên bảng đếm số nhưng ở ngoài thì sao đây Bappe cũng đi luôn cùng cả một cái Blink Overwhelm tới từ vị trí của anh chàng Mars.
hiệu ứng hình ảnh quá đẹp đến từ Kunka. Tôi nghĩ có cho mình viên sạc là nên có một ai đó record lại game đấu này với cái pha phá bắp vừa rồi, thì đó mới là cái vẻ đẹp thực sự của Dota 2. Đó là quá nhiều những cái kỹ năng. Vâng, bây giờ thì chắc chắn là Lord Rui phải nghĩ đến cho mình một cái reset off thôi. Nhưng mà có kịp hay không đây? Liquid họ tràn lên rồi. Họ biết cái con gấu này không có gấu con, cũng như là Lion thì đang là cooldown buyback 4-5, thậm chí sẽ chỉ là 3-5 thôi. Khi mà đây là một con Lord Rui không có gấu con thì nó cực kỳ là phế, mất đi ngay cho mình 6 slot item. Chính xác. 22 giây đủ cho một lane. Sao nào, với Undertaker thầu được. Thầu được. Thích xua và stun liên tục. Đánh giá có thể Fisher đến bao giờ cũng được. Ừ, nhưng mà đập nhà hơi nhanh nhỉ. Nhà thì là hơi mạnh nha. Đuổi về với Savage Raw. Được con có chưa? Có rồi. Rồi. Bắt đầu sẽ đánh nhau thôi. Fisher ra. Mà dai. Bảo vệ cho cái trụ của mình. Nhưng đây là Timber Saw. Và giờ thì có sử dụng cho mình Fortify lên bên trong. Park hơi liều mạng và anh ta ngay lập tức phải trả giá. Trong khi đó buyback ra lên Park và sẽ là di chuyển lên thôi. Họ vẫn tập trung vào đó là cái nhà và con gấu này. Nó đang ở trong trạng thái BKB. Mà Tuoman anh ta đang dần chết. Anh ta bị hack lại rồi. Còn Mike anh ta có quan tâm được hay không đây? Đại Hồng Thủy bắt đầu được mở ra, kèm với đó là cái gossip tới từ vị trí của anh chàng Nisha. Nhưng mà đó là vài echo rất nhiều người tới từ vị trí của anh chàng mang tên Yapzo. Yapzo có vài echo tốt. Boxy ở đây cũng đang gần chết, cùng với đó là vị trí của Matt rồi. Và cái gậy xanh này, chính xác hơn là cái sạt này của con Ed, nó bệnh quá. Boxy cũng sẽ phải lên bảng thôi. Buyback ra từ Matt, nhưng bắt anh ta đã lại bắt rồi. Lại bắt rồi. Và như vậy là bên phía của team Secret họ vẫn đép thành công. Trong khi đó, về phần của Liquid, họ sẽ thiếu cho mình hai người. Khi mà Park cũng như là cả Timber Saw thì không có buyback. Ở đây nếu mà Insania phải nằm xuống thì đó sẽ là con bắt 2-5. Và Sigrid sẽ lật trong trận đấu này. Đang cố gắng tìm kiếm cái con Dream Chop này. Nhưng mà nó búp Inkswell lên Inkswell và chạy đi rồi. Chạy được và sẽ là trốn vào góc để có thể TV về nhà thôi. Bây giờ cái thế trận nó đảo chiều rồi. Odin là không thành công đến từ bên phía của team Liquid. Và họ sẽ phải trả giá. Và đây là một cái giá rất đắt. Mất luôn cả game đấu. Khi mà đã cố gắng đến tận 60 phút rồi vẫn thua. Nào, cố gắng thêm 5 phút nữa được không? 5 phút nữa đấy. 5 phút nữa được không đây? Sigrid, thả đấy. Không, anh không nghĩ là 5 phút nữa là khả thi đến từ Liquid đâu. Khi mà 1 phút nữa thì họ mới có Timber Saw. Cũng như là Park đang bất tỉnh đến từ Mask rồi. Cái con Upsetker này đã quá mạnh ở thời điểm lên game. Hóa sói lên. Mike chưa dám dồn ra Inkswell 2, chính xác hơn là sâu bài 2, Baxter 2. Nhưng mà đang cắn vào tới từ vị trí của anh chàng Koiva. Nhưng mà cắn Matuoman hồi máu nhiều quá. Matuoman ơi, Matuoman vẫn chưa chết. Và giờ sẽ là những combo liên tục đến từ bên phía của team Secret và GG Worldplay. Đó là cái sức mạnh của con S ở trong những combat như vậy. Và xin chúc mừng Secret như là Yapzo và những người đồng đội. Quá bền bỉ. Quá bền bỉ. Họ chấp nhận là người bị thua thiệt. Họ chấp nhận lùi về trên khu vực 2 round và chờ đợi cơ hội comeback và họ đã thành công. Sau khi thi đấu 60 phút, chiến thắng vẫn dành cho Sigrid và tôi. Cả Tommy gãy cả hai kèo. Liquid thắng game 1 gãy 65 phút. Gãy. Xong rồi. Sao? Vâng, đấy mới chỉ là game đấu đầu tiên thôi. Đó đã diễn ra tận 60 phút rồi. Sigrid đánh thật sự hay. Lật kèo. Combat như là thi đấu rất bình tĩnh, chờ đợi sai lầm của đối thủ. Và đúng là Sigrid họ đã thành công trong việc đó. Và bây giờ thì mình và Toby xin phép là có thể để anh em xem clip feed thôi. Bọn tôi cũng tương đối đuối, sẽ là nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi tí. Thì có game quay lại anh em nhá. They do indeed, and for the first time ever in my Dota 2 history, I'm gonna use someone else's notes. Please, this is what the Tea Governor wrote. How the fuck does Matu live? We're gonna answer that after the break.
ran across Santa Fe, but no one noticed, cause I was all dressed in grey. Kicks on sweatbands, it clashed, whatever. And today, I do it, I run again. A million watching, but none of them knew my name. I dreamed they laughed, they clapped together. What an incredible game one in this series between Team Liquid and Team Secret. You're watching Dream League Season 14 powered by Intel, the upper division of the Western European DPC League. And this Team Secret takes the first game, but that was only decided at the very, very, very end. I'm here with T-Gov and Kyle. And guys, how did Matu live? Well, she's. I think if you go all the way back, the laning. No, Kyle, it was actually the draft. I think as soon as they picked that Kunkka to cover the lone. No, but in all seriousness, it's the combo of stuns, the bow, and I think the run Secret buff. Won most of their fights at their tier fours. I think that was their biggest ally. The tower aura, the location of values of buybacks, and it was just a beautiful rat game from Secret. And I think Liquid as well, they were so impressive in the early portion of the game. But I think when you get to like 30-40 minutes plus and you're playing into this Fury and Lone Druid, they are so obnoxious, and unfortunately Liquid, they had to look two ways: how to end the game and how to defend their base. And with that kind of split thinking, a couple times they got outplayed like positionally, and it opened up the game for Secret to make an incredible comeback. Yeah, and he's just, I mean, I feel bad for Koifa. Like, you can look at the items, it's a bit unconventional, but he just like feels